xôn xao việc người yêu đồng giới từng ngăn cấm thiện nhân hát sinh nhật Cẩm Ly. Những ngày qua, câu chuyện ồn ào của thiện nhân cùng người yêu đồng giới đã bị gia đình ngăn cản đến mức phải bỏ nhà ra đi, khiến cộng đồng mạng quan tâm. Theo chia sẻ, gia đình dù không ngăn cấm việc thiện nhân yêu đương đồng giới, nhưng vẫn quyết tâm ngăn cản vì không tin tưởng vào người yêu hiện tại của nữ ca sĩ. Đồng thời, phía gia đình cho rằng người yêu đồng giới chính là lý do khiến cho thiện nhân quyết định từ bỏ con đường sự nghiệp âm nhạc đang trên đà phát triển. Mới đây, cộng đồng mạng lại tiếp tục được fan xôn xao khi anh trai thiện nhân cho biết Ngân Trác, người yêu đồng giới hiện tại của thiện nhân, từng có những phát ngôn và hành xử không đúng mực với ca sĩ Cẩm Ly, người thầy đã dìu dắt đưa thiện nhân đến ngôi vị quán quân chương trình Giọng Hát Việt Nhí 2014. Gia đình tôi rất biết ơn, tôn trọng cô Cẩm Ly và chú Minh Vi, nhưng NT lại có những lời lẽ không hay, nói tại sao lại cho Nhân đi hát những show nhỏ lẻ, trong khi đó chương trình mà Nhân đi hát lại là sinh nhật của cô Cẩm Ly. Điều này động chạm rất nhiều đến lòng tự ái và sự tôn trọng của gia đình tôi với cô Cẩm Ly, chú Minh Vi, gia đình thiện nhân tiết lộ. Thậm chí, sau ngày sinh nhật của Cẩm Ly 30 tháng 3 vừa qua, thiện nhân đã chủ động gọi điện cho Minh Vi để xin không nhận show, tạm ngưng ca hát một thời gian. Khi vụ việc xảy ra, khán giả nhắc đến cô Cẩm Ly và chú Minh Vi khiến gia đình tôi rất ngại, sợ ảnh hưởng đến cô chú. Từ khi đăng quang, Giọng Hát Việt Nhí, Nhân có vấn đề gì thì gia đình cũng nói cho cô Cẩm Ly và chú Minh Vi để khuyên bảo, giải thích, phân tích. Chú Minh Vi rất yêu thương Nhân, mọi vấn đề đều định hướng khuyên bảo. Tuy nhiên, bây giờ Nhân đã 19-20 tuổi rồi, nên cô chú có khuyên bảo thì vẫn tôn trọng, cũng muốn một lần để em chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Chị gái thiện nhân chia sẻ. Hiện những câu chuyện xoay quanh thiện nhân và gia đình vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.